Em chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em giới thiệu tới các bác bốn cái máy hút bụi của hãng Panasonic. Thì ở đây có hai cái là tự giác bằng hộp nhựa và hai cái tự giác bằng túi giấy. Em giới thiệu con này trước nhé. Con này tự giác bằng túi này. Để em bỏ vào cái ghế đi. Đây. Cái này là hãng 4 cái đều là của Panasonic nhé. Mã là MC-PK144 này. Cái này sản xuất năm 2013. Đấy. Công suất của nó là 1130W này. Con này hút rất là khỏe nhé. Đây. Hai cái con có đựng rác bằng túi giấy nhé. Nó có một ống hút nhỏ này. Đấy, ống hút nhỏ này. Đây là đựng rác này. Túi đựng rác này em đã thay mới nhé. Đậy vào. Đây, cái này bỏ đây. Dây nguồn là con nào cũng rút dài được 5m nhé các bác nhé. Đây, dây nguồn đây. Đấy, 5m nhá. Rất là dài. Thu dây lại này. Đây, thử nhá. Hai cái con mà hút bằng túi giấy nhá, là cái vòi này. Vòi này to hơn rất là nhiều nhá. Đấy. Ở dưới này nó đều có chổi này để cào rác vào này. Con này là nó cào rác, cái này nó quay nhá, là bằng lực gió này. Khi mà các bác đặt xuống mặt phẳng ấy, đấy, cái gió nó sẽ làm cái chổi này nó quay. Rút dài này, con nào rút dài được hết. Tất cả mọi con hút bụi đều rút dài được. Ngắn lại này. Đó. Đây. Các cái khớp này cũng vậy này, rút ra được này. Rút được hết nhá. Còn đây cái đầu hút bé này, các bác có thể cắm vào đây. Cắm vào đây như này. Đó. Để qua hút ngóc ngách được nhé. Chỉ có hai con đựng rác bằng túi giấy mới có nhá. Hai con đựng rác bằng hộp nhựa thì không có. Tuy nhiên thì cái này nó cũng không cần thiết lắm đâu. Đây. Bác nào mà có ô tô ấy, thì cần hơn. Còn nếu mà không thì các bác hút trực tiếp bằng cái đầu này cũng được. Nhá, con này rất là khỏe này. Đây để test thử nhá. Cắt này vào đây. Lưu ý giữ em là điện 100V nhá. Đây em bật này, nút tắt này, bật này, tăng tốc này, mỗi vậy thôi, 3 nút thôi. Đó. Tăng tốc này. Các bác nhìn máy nhá, rất là khỏe này. Rất khỏe luôn. Con này thì em cứ để tạm là mã số 1 nhé, cho các bác dễ phân biệt nhé. Mã số 101 này, giá 1.200.000 nhé. Đây, con này dựng lên như thế này. Đó. Dựng lên như vậy. Đây, tiếp theo là con số 2 này. Con số 2 thì cũng y như con kia. Con này công suất là có 1000W nhé. Nhỏ hơn con kia một tẹo. Đấy, công suất bé hơn một tí. Sản xuất năm 2014 này. Con này cũng có một cái vòi nhỏ ở đây nhé. Đấy, cũng
rút dài cũng được nha. Cái chỗ này cũng tự quay này, do lực gió. Cái nguồn là cũng đều dài 5 mét hết nha. Em bật thử đây. Cái này là mã số 2 nhá. Giá là 1 triệu 1 này. Nhưng máy các bác có thể cắm ở đây cũng được này. Như thế này cũng được. Nhìn được không nhỉ? Rồi ok. Còn bác dựng lên như thế này cũng được. Rồi. Đó. Hai chiếc Panasonic. Hai chiếc vừa rồi là đều được giác bằng túi vải nhá, túi giấy ạ. Rồi đây tiếp theo là một con này đựng giáp và hộp nhựa này. Con này đựng giáp hộp nhựa thì cái vỏ này nó nhìn nó hơi bé hơn một tẹo. Đấy, hơi bé hơn một xíu nhé. Sản xuất năm 2010 này. Công suất cũng 1000W nhé. Đây, đây là cái hộp đựng giáp này. Hộp nhựa đây. Đó. Lúc này khi đổ giáp thì các bác ấn này đi này, ấn này xuống này. Đây nhá, ấn cái này này. Ấn vào, mở ra như thế này đổ rác đi. Đó. Lắp vào nhé. Cái này thiết kế này này. Để các bác kéo đi kéo lại này. Nó rũ cái bụi ở cái màng lọc này. Đấy. Các vệ sinh như thế này. Rồi lâu ngày các bác lấy cái súng xịt hơi ấy. Cái súng hơi người ta bơm xe ấy. Các bác xịt sạch cái này đi. Đây là một cái màng lưới. Ở đây có cái màng lưới này. Đấy. Còn này là màng giấy. Ok. Con này cái cần ở đây nhá, nãy lắp lộn hai cần nhá, lắp không đúng cần nó không chạy được. Con này thì ở đây nó có cái chổi quét này. Đấy, riêng con này nó chạy bằng motor điện ở bên trong này. Đấy, motor điện ở bên trong nhá. Ngoài ra con này thì có thể nhấc được cái này ra. Đây. Nhấc như cái này ra.